Đức Thảo, Chiến Trường Ca, Hồi Ký. Tác giả Đức Thảo, giọng đọc Hải Yến, số 16. Cốc Mo Hơn, cuối mùa mưa 1983. Cũng vào khoảng thời điểm này, tiểu đoàn 2 của tôi chính thức được triển khai thành hai cụm và hai chốt phòng ngự từ Mo Hơn ra đến ngã ba Con Voi. Mo Hơn có 1/2 quân số các đại đội và một khẩu DKZ-82, một khẩu cối 82, một khẩu 12 ly 7, và bộ phận chỉ huy tiểu đoàn nằm với thông tin trinh sát. Đội hình khá thưa và ta thường bỏ trống khu vực tiếp giáp giữa các đại đội. Hướng C8 rất trống, khẩu DKZ dâng lên gần C6, đảm nhiệm chi viện cho bộ binh và khống chế khu vực trục đường kéo vòng qua C8. Cầu 20 được chốt bởi một B tăng cường của C7, hơn 20 đồng chí có một cối 60 và một máy PRC-25 làm nhiệm vụ chốt chặn và đầu cầu, đảm bảo chi viện cho các đoàn vô gia đơn vị. Đây cũng là điểm nghỉ ngơi cũng như chuyển tiếp thương binh tử sĩ của đơn vị giữa Mo Hơn và Cốp. Vì vị trí quan trọng đó, sau khi bị thủng chốt, địch vẫn thường xuyên tập kích cầu cả ngày lẫn đêm, khiến ta có những thương vong tiếp tục. Thường các đoàn gia vô chỉ ghé lại trong thời gian ngắn chứ không ở lâu trên chốt cầu này vì sợ bị tập kích bất ngờ. Hướng Con Voi vào, ta vẫn duy trì chốt cầu gia tăng sau khi mất chốt và đơn vị tập trung xây dựng thêm hầm hố, chiến hào để bảo đảm tác chiến cho bộ phận này. Bộ phận ở Cốp là các lực lượng còn lại và cũng chia thành hai bộ phận. Về hướng Bắc cầu, phía Con Voi vào là các đại đội bộ binh chia thành các cụm nhỏ đóng quanh tiểu đoàn bộ và hậu cần. Các đại đội vừa làm nhiệm vụ tổ chức huấn luyện, vừa làm nhiệm vụ chi viện cho tiểu đoàn 3 tận hướng Đăng Cung. Nhiều lần như vậy, không hiểu nổi. Hướng Tây cầu về phía Mo Hơn là bộ phận chốt cầu 30. Lúc này do tôi, B trưởng DKZ-82 chỉ huy cùng B-12 ly 7, lực lượng gồm 12 đồng chí. Đồng chí Thành B phó 12 ly 7 phụ trách phó. Do địa hình khó triển khai nên ta tổ chức trận địa phòng ngự trong một khu vực khá nhỏ hẹp, không được thuận lợi khi tác chiến. Chỉ cần một lực lượng nhỏ, địch cũng có thể khống chế cả trận địa của ta, nên phải xin thêm một cối 60 ngoài một khẩu 12 ly 7 bố trí ở hướng đông nam trận địa. Tuy nhiên, đây lại là một vị trí quan trọng của toàn khu vực Cốp. Mỗi lần địch tập kích đều triển khai đánh từ hướng này, dù Cốp là một địa bàn khá an toàn từ thời điểm đó. Sự bố trí đội hình này thật ra là để đáp ứng với tình hình của đơn vị trong thời gian đó, khi hoàn toàn phải độc lập tác chiến, không có sự hỗ trợ đáng kể nào về phía trung đoàn. 1/2 quân số ở Cốp ngoài nhiệm vụ trước mắt còn phải làm nhiệm vụ tải những gì mà đơn vị được phân phối từ hậu cần cấp xuống, từ Cốp vào tới Mo Hơn, bộ phận nào tải cho bộ phận đó. Chính tôi cũng phải đi tải cho khẩu đội DKZ trong Mo Hơn khi trung đội được cấp nhu yếu phẩm, thực phẩm. Khi có thương tử từ Mo Hơn, Cốp phải tổ chức lực lượng vào cầu 20 để chuyển tiếp ra E bộ. Nói chung, sức lực anh em thời điểm này đổ ra rất nhiều, suốt một thời gian dài hầu như ngày đêm ít được nghỉ ngơi. Giữa lúc đó, chúng tôi nhận được tin có một đơn vị nào đó ở bộ tăng cường qua vào nằm ở Cốp cùng chúng tôi. Không biết đơn vị này như thế nào nhưng dầu sao cũng rất mừng vì có thêm lực lượng, thấy ấm sườn hơn. Và lại, anh em cảm giác có thể có một sự thay đổi nào đó, đổi địa bàn hay trên tiếp tục mở chiến dịch hướng này cũng phấn khởi hơn nhiều. Tin tức này lúc đó, cỡ cán bộ B như tôi thực sự còn mù mờ, nên rất nhiều anh em chưa biết đến, nhất là bộ phận ở Mo Hơn, vì yêu cầu giữ bí mật của trên quán triệt xuống. Cuối cùng, ngày đơn vị này vào cùng chúng tôi cũng đến.
Buổi sáng hôm đó, khi đơn vị này hành quân vào, tất cả quân số chúng tôi đều phải trực chiến đề phòng Pốt phát hiện tập kích vào. Khi đội hình họ bố trí đã tạm ổn, vì tò mò, tôi giao nhiệm vụ lại cho đồng chí phụ trách phó để qua cầu thăm hỏi anh em mới đến. Thực sự hơi sốc khi biết được quân số và những bộ đồ đặc chủng lính họ mặc trên người. Có ngờ đâu đây cũng chính là sự trả giá của anh em đơn vị đó sau này khi Pốt biết được có một đơn vị đặc biệt của ta được tăng cường lên hướng này của mặt trận. Dù quân số rất đông và chẳng trực thuộc phối thuộc gì với đơn vị tôi, nhưng vài chục lính tiểu đoàn lúc đó phải bung mạnh ra phía trước bảo vệ cho đơn vị này ở phía trong củng cố và ổn định. Nghe đâu tiểu đoàn tôi còn có nhiệm vụ hỗ trợ họ khi bắt đầu triển khai tác chiến ở khu vực này nữa. Dù sao thì anh em rất mừng. Từ xưa giờ chỉ là không có lực lượng thôi. Giờ như vậy, việc dẫn anh em qua cứ Pốt để đánh chúng chỉ là chuyện nhỏ. Vì chúng tôi vẫn thường tổ chức vận động phục kích, áp sát hoặc trinh sát các cứ điểm của chúng dọc biên đó thôi. Cốp lúc này thực sự bị quá tải, với gần 600 con người trú đóng và sinh hoạt trong đó. Nhưng đúng là nhìn quanh ra khu vực ngã Ba Voi, lúc này mới thấy đây thực sự là một khu vực chiến lược. Ngoài là có thể làm bàn đạp tiến đánh về hướng Mỏ Vẹt, hoạt động ra xung quanh đến Mê Lai, Nam Sấp, sâu về Ta Công Cờ Rao. Chỉ có ở đây, địa hình mới bảo đảm cho một lực lượng lớn ta trú quân và dựa vào suối Cốp để lấy nước sinh hoạt. Đối nghịch với chốt cầu 30 ở hướng Tây, gần như bị cô lập và vắng vẻ. Bên bắc cầu lúc này, đi đâu cũng gặp người là người, không khí thật sôi động, như đi hội, lây lan sang cả đơn vị tôi. Đơn vị mới vào, ngoài quân số quá đông như đã nói, trang bị cũng rất mạnh về vũ khí bộ binh, hơn hẳn các đơn vị mà tôi đã biết. Ngoài một số khí tài đặc chủng, đáng chú ý là loại lựu đạn chạm nổ do nước ta sản xuất. Bộ phận kích nổ thì về cấu tạo hình dáng bên ngoài thoạt nhìn như các loại khác, nhưng phần sát thương nhìn như cái phao xăng xe máy nhưng to hơn. Khi cầm lắc, cứ nghe lọc cọc như có hai cục thuốc nổ rời, không nặng lắm. Anh em cho là khi rút chốt ném chạm bất kỳ chỗ nào, kể cả nhánh cây nhỏ, là lập tức phát nổ, dùng để tiếp cận ném vào lưng địch. Khi cần rút chốt để nhẹ xuống đất, địch vận động đá vào sẽ gây nổ như mìn gài. Sau này tôi cũng xin được một trái nhưng không có dịp sử dụng. Mọi mặt nổi bật của đơn vị này so với tiểu đoàn 2 tôi khiến anh em cũng rất ngưỡng mộ. Nhưng có một điều mà mãi đến sau này hoạt động ở nhiều địa bàn, tiếp xúc với nhiều đơn vị, tôi luôn lấy đó là một bài học kinh nghiệm, đó là sự khó gần của lớp cán bộ ở đây. Còn nhớ, đa số anh em chiến sĩ là lính Hà Sơn Bình nhập ngũ năm 1983, còn cán bộ từ B, C trở lên, hình như tuổi quân, quân hàm đều cao hơn đồng cấp tiểu đoàn 2 của tôi. Gọi là tiểu đoàn, nhưng dê trưởng của họ mang quân hàm thiếu tá, còn trung đoàn trưởng trung đoàn 2 Phước Tấn mới mang hàm đại úy. Cán bộ B của họ thì trung úy hàng loạt, còn cỡ tôi thì vừa phong thượng sĩ mà thôi. Nhưng điều đáng phê phán ở đây là họ rất khó gần và rất chủ quan trong công tác. Nhiều lần anh em tiểu đoàn 2 tìm cách tiếp xúc để thăm hỏi và trao đổi tình hình như trên yêu cầu, thấy anh em bên đó có vẻ khá thờ ơ nên lại thôi. Thật không giống với anh em mình chút nào. Không hiểu sao, hay họ sống quen với nguyên tắc bí mật. Chỉ có anh em lính trắng sau một thời gian ở với nhau thì cũng trở nên thân thiết, thậm chí còn kết nghĩa anh em. Mạnh dạn gõ lên những dòng này chỉ là tôi coi như bài học cho mình qua thực tế của những gì đã xảy ra ngày đó, không phê phán một ai. Nếu số anh em ngày đó đừng tự kiêu, biết thân thiết và tôn trọng lẫn nhau trên tinh thần người lính, tiếp xúc học hỏi lẫn nhau nhằm có được những kinh nghiệm để đối phó với tình hình, chắc có lẽ sau này anh em sẽ không gặp những thất bại nặng nề đến như vậy. Ngày đầu tiên khi tiến hành chặt tre làm nhà ở, một đồng chí đã vô ý hy sinh
khi trong đội hình mà đeo lựu đạn dẫn đến bị cành tre vướng tụt chốt, nổ ngang bụng, lơ lửng trên cành tre. Anh em D2 thực tình lúc đó quá đỗi ngạc nhiên, sao không đồng chí cán bộ nào của họ nhắc nhở. Tối hôm đó, trong lúc trà dư tửu hậu, chúng tôi cũng bàn tán rất nhiều về chuyện này, vì từ trước đến giờ anh em vẫn nghe nói những đơn vị như vậy thì thường là được huấn luyện rất cơ bản mà. Sau đó không lâu lại xảy ra rất nhiều sự cố, mà lỗi theo anh em nghĩ phần nhiều cũng là do cán bộ thiếu sâu sát và cũng có một phần không hiểu nổi. Như lần tôi lên dê bộ giao ban hàng tuần thì thấy có khoảng một trung đội đơn vị này đang ngồi xung quanh. Ở giữa, đồng chí cán bộ B đang cầm một quả B-41 pốt bắn vào bị lép, vừa nói vừa quơ. Tí sau, đang giao ban nghe ầm một tiếng, chạy xuống, thấy quả B nổ, thương vong cũng nặng. Nếu như anh em mình chiến đấu ở chiến trường lúc đó, chắc đâu dám khinh suất như vậy. Nếu có, thì một vài đồng chí lén lén lấy đánh cá cải thiện thôi, đúng không? Rồi bắt đầu tổ chức trinh sát thực địa xung quanh. Ngay lần đầu họ đã bị đá mìn, do đi không dò trái, hỏi lại thì anh em nói rằng tưởng khi nào đột cứ mới có mìn để gỡ, chứ trong nhà mình ra có vài trăm mét thì làm gì có mìn. Thú thật, nhìn thấy những cảnh như này, anh em D2 chúng tôi lúc đó thấy nản vô cùng luôn. Nhưng mãi cho đến tận giờ, tôi cứ thỉnh thoảng thấy mình cũng có nhiều thiếu sót. Phải chi mình cứ mạnh dạn tiếp xúc và góp ý với anh em, có thể có một số thay đổi gì đó có lợi cho anh em hơn. Phải chi. Anh em giờ gặp nhau cứ hay nhắc lại câu này, dù không giúp ích được gì cho đơn vị bạn. Cao điểm nhất là khi địch bắt đầu phát hiện ra những bộ quân phục số anh em này ở đơn vị ăn mặc khi tiếp xúc với dân. Cũng nghe có những quy định là họ không được mặc đồ đặc chủng cho những công tác bình thường nhằm bảo đảm bí mật cho lực lượng. Nhưng rất tiếc, anh em đã phạm phải những sai lầm thật chết người, một phần do chủ quan, một phần do họ không nắm bắt và đánh giá được hết tình hình địch trong khu vực. Bình thường, anh em tiểu đoàn 2 chúng tôi có đi chợ thì đều phải ra tới ngã ba Con Voi, đón xe xuống cốp túi. Còn ở đơn vị này, anh em cắt đồng đi thẳng luôn ra và lúc nào cũng mặc đồ rằn di đặc chủng. Đoạn đường này cũng có vài khu vực rậm rạp, thỉnh thoảng pốt vẫn cắt qua, nhưng họ đi rất chủ quan, nhiều khi chỉ vài đồng chí với vài ba khẩu súng. Như tôi vẫn kể, cốp là một khu vực có nhiều cây ăn trái, nhất là xoài. Từ trước đến nay, anh em chỉ để hái ăn dần. Thỉnh thoảng, một số đồng chí cũng hái gửi cho anh em đồng hương ở ngoài trung đoàn hoặc gửi vào mo hơn khi có dịp. Hay đến mùa rộ, có cho vài ba gia đình liệt sĩ của bạn vào hái cải thiện theo giấy giới thiệu của chuyên gia. Khi đơn vị này mới vào, một số anh em của họ bắt đầu hái xoài, tổ chức khiêng ra dân để bán. Sự việc này lúc đó đơn vị tôi vì tập trung quá nhiều việc nên không phát hiện. Và lại, quân số đơn vị bạn quá đông mà tiểu đoàn 2 lại không có trách nhiệm quản lý, nên một điều hết sức vô lý đã xảy ra mà nếu là đơn vị tôi thì anh em đã biết được. Thời điểm đó, khi tiền ria của bạn còn có giá, một chục xoài lớn hình như đâu khoảng 7 ria. Khi đơn vị này tổ chức hái xoài ra bán, dân cũng trả giá bình thường, nhưng dặn anh em hái ra bán tiếp sẽ trả đến 3 đồng một trái. Sau này tôi mới nghe kể lại, thật là tiếc. Vậy mà số anh em này lại không nghĩ ra là địch đang dụ mình vào tử địa. Khi về căn cứ, họ bắt đầu tranh thủ hái để đem ra dân bán được cả bao tải to. Cũng may là số đồng chí mất cảnh giác này không nhiều. Buổi sáng hôm đó, 7 đồng chí khênh bao xoài cắt đồng ra cốp túi. Cũng trùng hợp là ngay sáng hôm đó, đơn vị này tổ chức 80 tay súng cắt từ hướng đông cốp về phía ta công cờ rao để hoạt động. Ra được khoảng 2 km thì phát hiện đường mòn pốt mới cắt qua,
khoảng cả trăm tên, nên dừng lại bố trí Claymore và DH-10 để phục kích. Nói về bộ phận khênh xoài ra dân bán, khi gần tới thì bất ngờ bị pốt phục, mìn nổ, chết ngay 6 đồng chí tại chỗ. Còn lại một đồng chí bị chúng bắt sống theo đường cũ dẫn về phía biên giới. Đây là con đường mà đơn vị này lại đang tổ chức phục kích nằm chờ, nên đội hình pốt đi lọt ngay vào tổ phục. Ở nhà, đơn vị tôi do không được thông báo nên cứ nghe mìn nổ từng chập, rồi tới tiếng hỏa lực hai bên bắn nhau dồn dập, không biết có chuyện gì xảy ra. Do có quy định từ trước nên số anh em trực chiến, 25 đồng chí, ngày hôm đó tôi trực chỉ huy, cũng đã trang bị sẵn sàng, còn chờ lệnh. Không hiểu sao, với quân số lúc đó, đơn vị này lại không tổ chức chi viện ngay từ đầu. Đến chừng trận đánh có vẻ kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, họ mới yêu cầu chi viện, kết hợp lực lượng của họ. Khi vận động đến gần, lúc này đã cả giờ đồng hồ. Cảnh tượng mà anh em D2 nhìn thấy là khói hỏa lực bao trùm cả khu vực. Bên trong, ánh hỏa lực nhấp nháy liên hồi, đơn vị bạn và pốt trộn lẫn với nhau trong thế cận chiến. Tiếng hỏa lực đạn nhọn rộ lên liên tục, không còn phân biệt được đâu ta, đâu địch. Xen kẽ trong đó là các xác người nằm đỏ ói vì bị mìn, bị hỏa lực bắn trúng, rải rác. Sau loạt bắt liên lạc, bộ phận D2 bắt đầu triển khai nổ súng, chi viện cùng các mũi khác của đơn vị bạn lúc này cũng đã tới. Chúng tôi chỉ còn phân biệt bạn qua bộ đồ đặc chủng của họ để bắn gần, bắn găm chi viện, đánh tạt từ cuối đội hình ta, bọc qua đường, quét ngang vào sườn của chúng. Pốt lúc này mới vội vã thổi còi rút quân. Thật ngạc nhiên là lực lượng chúng còn khá nhiều khi lọt vào trận địa phục kích của ta. Khi bắt đầu kiểm tra địa hình và giải quyết hậu quả, qua tìm hiểu chúng tôi mới thật sự sửng sốt vì những tình huống xảy ra. Tính từ lúc lực lượng pốt lọt vào trận địa phục kích, do chúng quá đông, gần 200 tên, mục đích vào bắt những đồng chí đi bán xoài nhưng cũng sợ ta chi viện, nên chúng mới tổ chức đông như vậy để đủ sức đánh lại ta luôn. Nhưng chúng không ngờ lại lọt vào tổ phục. Vì ta còn thiếu kinh nghiệm phục kích nên đội hình bố trí quá dày, không đủ độ bao hết đội hình hành quân của địch. Các tổ giật mình lại cụm lại. Đồng thời có một bộ phận bên kia như bài bản nên không phát huy được thế chủ động ngay từ đầu. Mìn trái lại bố trí thẳng góc với trục đường, từ bên này thổi thẳng sang bên kia chứ không quét theo trục, dẫn đến hiệu quả sát thương thấp. Những tên còn lại chỉ bị choáng. Sau đó chính chúng phản kích chính xác vào đội hình xung phong của ta. Với 80 tay súng và 20 quả mìn Claymore DH-10, nếu lúc đó là một đơn vị quen thuộc tác chiến nào khác thì cả 200 tên pốt sẽ không còn sống sót bao nhiêu. Do thiếu kinh nghiệm như vậy, chúng đi chưa lọt hết nửa đội hình, đồng chí bị bắt sống đi ở giữa, anh em còn nhìn thấy ở ngoài trận địa phục kích. Bởi vậy, sau loạt mìn, địch điên cuồng phản kích trở lại, dẫn đến ta thương vong đến nửa quân số. Thật là một ngày nặng nề, dù pốt cũng thương vong khá lớn, nhưng lý ra ta phải tiêu diệt chúng với thiệt hại nhẹ hơn rất nhiều. Hình như đơn vị này cũng không dự kiến được tình huống đó, nên không có những phương án hiệp đồng kịp thời, chi viện chậm trễ nên thiệt hại lại tăng thêm. Sau trận đánh này, mặt trận cứ điện xuống trung đoàn hối thúc liên tục phải tổ chức hỗ trợ đơn vị này cố gắng lập thành tích bằng những trận đánh luồn sâu vào cứ địch. Chúng tôi nhận những quán triệt này bằng nụ cười như mếu. Những tâm sự muốn viết thêm. Có những sự thật rất khó nói ra, vì đã nói thì phải nói bằng sự thật. Anh em mình đa phần là những người lính đã từng lăn lộn trên khắp các chiến trường từ các hướng, thường xuyên nắm bắt các câu chuyện chiến tranh, các kinh nghiệm cha anh kể lại, ít nhiều cũng có một phần kiến thức về quân sự. Vì lẽ đó, khi có một câu chuyện nào có vẻ đi ngược lại quan điểm của mình thì cũng hơi bị sốc, nhưng mạnh dạn nêu lên, không nhằm phê phán cái gì mà chỉ để anh em cùng soi dọi, nhìn thấy những câu chuyện hay dở, đúng sai, làm bài học cho thế hệ đi sau.
sinh mạng con người ai cũng quý, mà chiến tranh là một trò chơi sinh tử. Trong nó, hai đối thủ đều dùng thủ đoạn để triệt hạ lẫn nhau. Tham dự trò chơi, khi đã chuẩn bị đầy đủ bản lĩnh, tinh thần và vật chất, thì có thể lợi thế phần nào trong chiến thắng, còn ngược lại sẽ nghiêng về chiến bại là điều tất nhiên. Không có dịp tìm hiểu thêm, nên thật tình đơn vị chúng tôi cũng không biết đơn vị A5 tổ chức huấn luyện anh em chiến sĩ thế nào. Nhưng thông thường, ở quân trường, người ta chỉ dạy cho chúng ta những bài học nghiêng về lý thuyết, hoặc vũ khí chỉ là những thứ đã bị làm cho mất tác dụng. Khi thâm nhập thực tế ở chiến trường, thấy được sức sát thương của mìn trái hoặc hỏa lực lên chính đồng đội của mình, người lính không vững vàng tư tưởng hay phát sinh những ý nghĩ không hay. Lúc này, sự dìu dắt của bậc đàn anh, cán bộ các cấp, những kinh nghiệm của người đi trước mang yếu tố cực kỳ quan trọng, làm thành bản lãnh của từng đồng chí, cố gắng vượt qua gian khổ khó khăn, góp phần cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Đơn vị của tôi cũng không nằm ngoài quy luật này. Chính từ quan điểm nâng đỡ anh em lính mới, mau trưởng thành, tăng sức chiến đấu của đơn vị lên mà bất kỳ lớp đàn anh đi trước nào cũng ra sức gần gũi, giúp đỡ chiến sĩ thuộc quyền như em út, tạo sự gắn kết, tin tưởng lẫn nhau, sống chết không rời trong mọi tình huống, làm thành sức mạnh của đơn vị như các đơn vị tác chiến khác mà thôi. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.